các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với quý tân gamer youtuber mượn ạt số 1 việt nam và hôm nay tất nhiên lại mượn ạt nữa thôi hôm nay mượn ạt của tony phú à, biệt danh của bạn ấy là tony thúi <laughs> tony thì chơi chung hơi bị lâu rồi đó hôm nay không phải là review jin nhưng mà tôi sẽ cho các bạn coi những skill của jin nè anh không anh nha thì chiêu thứ nhất là chém chém Chiêu thứ hai là nghỉ ngơi <laughs> con này hay bị hại anh em đó Chờ, skill kêu thứ ba mới là sốc nè bỏ chạy <laughs> khác đam nha tao lúc chạy nó khác đam luôn em còn uh, anh không nhưng mà không phải nay không phải review em này <laughs> nay tôi sẽ review thủy trụ nha con này nó chỉ có một sơ kêu chém duy nhất thôi còn uh, kêu uh, mà cứ có thể nói là trong 36 kế thì thượng sách đó chính là chạy <laughs> chạy 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 Ô, chạy té giếng luôn mới ghê Giờ thì kêu ngủ nó ngủ hồi máu nữa nghe chứ không phải chơi đâu hả à trong lúc ngủ là mình kháng đam nè giờ mới phát hiện ra một chân lý là khi mình ngủ sẽ không bị người ta đánh được hả khi ai mà đánh lộn mà sắp đánh thôi coi mà đánh không lại đó thì các bạn cứ lăn ra ngủ đi thì sẽ không bị đánh túng đâu nó cái đó là chân lý trong game ra ngoài thì chắc nó đập chết luôn rồi <laughs> chúng ta sẽ bắt đầu màn review outfit của Tony Thúi Tony Phú 189 bạn à, 80 follow và 11 followin à, ở bao quá đấy là what do you want Rumi bạn muốn bạn muốn cái gì từ tôi hả? À, à chắc hỏi là mày muốn gì? Chắc định dành như vậy Hay là muốn thân xác gì đây? Cái, cái, tướng à, tướng đi thì không biết nữa Hồi xưa là tao ti phú là thiết kế đồ vậy tôi anh em Mua quá chừng luôn, mua đâu có mấy trăm robot Có cuộc không có đồ nào ra, đồ nào Hàng chơi ổng phối đồ, ổng cũng số quắc nè Giao <laughs> khẩu trang nữa chứ ừ. Thấy cái skin hồi xưa giáp đẹp hơn đó Nay thì anh tôi đi anh đổi qua rồi bằng áo trắng quần đen Chắc thấy đứng hình như cô zombie hay sao ấy mùa dịch này mà thời trang dịch đã bị dịch rồi mà đeo khẩu trang chi nữa tháo ra lây người ta đi chứ rồi chúng ta sẽ quay lại game vậy hôm nay sẽ đi review em thủy trụ này nha à, review 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 thật ra thì em mấy tên là review 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 á, là cái tên của nó nhưng mà nếu là review sẽ là lý do review nếu mà viết đúng cái chữ review này nè thì tiếng nhật dịch cho tiếng việt sẽ là lý do review là lý do mà em lấy tên là review review Đọc nghe nó cũng giống nhau ha review À, ngoài ra tôi phát hiện ra ngoài con ghiêu nè anh em còn có một con pha ke dưới đây là một đống con pha kè đây là đây ghiêu uh, theo kiểu là nguyên liệu nó cũng giống y hình đấy thấy không anh em coi là áo màu y hình nè chỉ có điều con này là con nguyên liệu thôi à các bạn đừng có lộn nha à, mô tả skill không có gì hết con này là con nguyên liệu không có đánh được đâu footer đó Nên đây là con ghiêu hàng thật rồi mình sẽ cho con ăn hàng thật này ăn lên vậy ha ăn à, này ăn à của tony mượn ăn à của ai thì không sợ thì còn ngại mượn ăn à của tony hả cho ăn hết à, put select on dứt <laughs> sao? người quen người quen thân thiết cho nên mình cứ phá thoải mái đi càng thân càng phá 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 cho ăn hết cho ăn hết lên level 10 mười không ơi không không lên nổi nè hay à, còn naruto dứt luôn hai con naruto <laughs> à, như là không lên nổi ừ, vẫn dẫn lấy 8 tám à vậy cho ăn chi ta ăn cho ổng tốn tiền chơi nếu mà để các pha, các bạn farm dễ nhất á, farm lên uh, kinh nghiệm này nọ thì chúng ta sẽ đi cái map wanbi uh, ạc long nè hồi xưa tiền nhiều lắm như giờ bớt tiền lại rồi như, ý cái map này hơi khó rồi sau khi đi xong á, thì chúng ta sẽ đi mua mua quái ô đang bán con review luôn nè mới ghê chúng ta mua quái nhân 10 lên rồi chúng ta cho ăn thôi con nào mà mình xài để tiến hóa thì mình tiến hóa không thì mình cho ăn nè. đó ạc tony mà sợ gì cứ mạnh tay mà phá rồi <laughs> một số bạn hỏi thắc mắc là tại sao em không đi được cái map uh, Slider Up Demon này nè Tại vì bạn chưa qua cái móc Naruto 2 này nè Phải đánh hết mấy móc Naruto 2 này Thì các bạn mới đi được nha Không đi qua Naruto 2 thì sẽ không đi được Phải đánh được cái bà này cái hả Kaguya này xong thì chúng ta mới qua được Rồi quay lại coi lại thông số của cái con đó đầu mất tiêu rồi Đây Giyu Giyu thủy trụ đi Đọc tiếng tiếng Việt đi ha Thủy trụ cho nó dễ Đâu rồi Cho ăn tiếp anh em Uh, mythical và uh, footer select on ha. Là level vừa cho ở à, 11 luôn, ổn anh em. Tiến hóa thì không có nữa. Sell thì 2.5 kim cương skill. Skill thứ nhất là clam đẹp tức là cái chết bình tĩnh. Ờ, tạo ra một cái dòng gì đó và chém tất cả những thứ uh, nó chạm phải. Nghe cũng hơi khó hiểu ha. Tôi cũng chả hiểu nữa. Ừ, mà đam mới năm đam mà khả năng là sẽ chém liên hoàn hoặc là một skill bảo vệ gì chắc rồi để ngồi thử coi nè tôi mới vô tôi hách đặt luôn chứ tôi cũng chưa thử nên không biết nó ra sao sau kia thứ hai là water well là vòng xây vòng xấy nước chiêu này hình như là anh um, uh, hay xài đúng không bay lên rồi chém thức thứ mấy quên mất tiêu rồi 100 đam Dam uh, uh, làm thành một cái bóng bánh xe nước và tấn công đối phương chắc là cuộn tròn thành bánh xe nước và tấn công đối thương Yeah, à, thứ ba là water flash là bắn một cái tia nước vào đối phương à, à, phun nước hả giống như rồng vậy ta rồi sạc số 4 là slider mát mặt nạ à, có thể có thể dịch ra là dấu ấn dấu ấn diệt quỷ hoạt động à, kích hoạt tăng gấp đôi đam của bản thân đó hay quá cuối cùng dịch xong bốn skill chơi bao game tiếng anh này dịch rất giả quá đụng thanh niên đó. Nó nó không có giỏi tiếng Anh nữa nếu không muốn nói là hơi bị dốt tiếng Anh luôn rồi trang bị vô slot số 1 Chờ. rồi triệu à, hồi mấy con quái ra coi cái đánh đấm như thế nào em này là thủy trụ à, là một em khá là ngầu có một cái thiệt chiêu gọi là thiệt chiêu lặng, tức là đứng yên một chỗ hay người ta gọi là có thể hiểu theo hai nghĩa lặng có nghĩa là tĩnh lặng điềm tĩnh hoặc cái thứ hai có thể là người ta đánh mình mình lặn xuống nước mình trốn <laughs> à, em sẽ, xe chém kiếm với một cái tốc độ cực nhanh làm cho đối phương không kịp nhìn thấy và cũng không biết chuyện gì, gì xảy ra hết trơn á à, vô hiệu quá mọi đòn tấn công hình như là đó là một trong những chiêu phòng thủ mạnh nhất à, đỡ được một đòn đầu tiên của akaza tới đòn thứ hai thì akaza đánh nhanh quá cho nên em ấy bị học máu và đập với mozan thì bó tay rồi bây giờ cái chết bình tĩnh ô bình tĩnh thiệt wow aoe toàn phần ba mục tiêu wow ổn, ổn 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 anh em đúng là cái chết bình tĩnh thôi chứ đánh phát mấy con có chết hết trơn kêu thứ hai là bánh xe nước đâu phải cuộn tròn không? Ờ à, đúng là cuộn tròn thiệt Mà hình như là nó đi tới chỗ là mình chỉ chuột hay sao đó nè Để tôi thử là bánh xe nước kìa Hơi xa nha Ồ 10 đam thôi nhưng mà nó đánh nó chém liên tục à, ổn 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 cũng được đó nè Thử là bánh xe nước kìa sao Chém nó Wow Chém, <laughs> chém xong nằm, nằm úp mặt Chổng mông lên cho chúng đánh luôn Skill số 3 là Water Flash phun nước hả? Rokini phun nước. không, không. Cái này không phải không phải phun nước, mình lao tới mình chém rồi Quên, ừ, này không phải Pokemon. Uh, Slider Max tăng đam. Rồi, giống như là xài thu thu thuốc kích thích vậy đó anh em. Hay quá, nãy đánh 10 đam bây giờ tăng đam lên đánh vẫn 10 đam. Chuyển chuột, phải chỉ con chuột nha. Đâu rồi, nữa lại nằm sắp mặt chống mông nữa. À có dấu ấn diệt quỷ nè anh Để tôi tôi xuất skill số 4 Để tôi xuất skill số 3 kìa. Skill số 3 là kiểu như là mình chém lướt vậy đó Để được chỉ chuột đây nó chém đâu ha Chém, chém đi Ủa nó chém rồi hả Ở ừ, Gần người ta nó mới chém được hay sao Đây đây Dấu ấn diệt quỷ Kích hoạt dấu ấn diệt quỷ rồi Sao mày vẽ mà lên mặt với ống Vẽ hết cái mặt cũng mới ghê chứ Amin à, thì chơi xấu quá Rồi sau đó chúng ta làm giống như vậy là skill số 1 Skill số 1 có bộ ngon nhất trong đây anh em kiểu số 2 thì nó đánh cũng được Nhưng mà 201 đam Không biết là có kích hoạt dấu ấn gì quỷ chưa Sợi kiểu số 3 là chém Để coi bao nhiêu đam ha 40 mấy đam mà nó chém ba bốn lần Sơ sơ chắc cũng khoảng 200 mấy đam Rồi chúng ta sẽ đi vô đánh tụi nhảy dép vậy Để coi đánh bóp nào ha um, Rapper vậy holo ran nữa đây ha Cái nhóm holo ran đập cho chắc Rồi vô bây giờ tôi sẽ xài ship cấp lóc Để coi sao hen cái sao kêu mà water well đó để bánh xe nước đó nó như thế nào cái chết tĩnh lặng ờ... <laughs> tóm lại là mình mình chém như không chém không chém như chém vừa chém mà vừa không chém chém như không cho nên làm cho quái không bị gì mà chết chết như là không bị gì chém tức là mình chém như không chém nhưng mà quái nó chết nữa nè nè đó bao nhiêu con cũng vậy thôi à. đánh ao e toàn phần mà đánh như hách vậy đó đánh như không đánh nha nhưng mà thật sự là có đánh mà Amin không chỉnh đánh thì cũng có thể gọi là không đánh nhưng mà thật sự là nó có đây đánh. Nói chung là nó đánh đó. Lại nữa nè. Vô. <laughs> Chả làm gì tơ đứng chỗ và tụi quái nó tự chết. Có thể gọi là vô ảnh kiếm. Rồi sao kia thứ hai. Bay lên. À vậy là ngay rồi. Một phát. ai ơi gụm hết trơn còn một đứa. Chém bình thường bao nhiêu đam ta? 17 đam. À, chém bình thường cũng được bập, 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 bập. Vậy là qua màn thôi. Mấy cái này dễ chắc họ đập bot thử coi sao. Skill này thì nó đánh cái kiểu là nó không dùng dam, cho nên đập bot tôi nghĩ chắc không hiệu quả quá. kêu kiểu như đánh số đông được đó anh nè. Đánh số đông nè, ví dụ skill số 1. Bập 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 đó, ôi ghê ghê. À, có em đen đen thì là thử em đen đen này kìa. Bụm. Đen đen đỏ đỏ gì ngẫm hết. À, đó <laughs> đánh hơi bị gọn tại tụi này nó, nó yếu quá mà sẽ kêu số 3 à, kêu số 3 phải đánh gần phải đánh cận chiến nha nè sẽ kêu số 2 thì mình đánh mình nhắm được sẽ kêu số 3 phải cận chiến đứng xa quá đánh nó không tới à, kiểu như là tác dụng của nhẫn thuật nó tới đó thôi đó Ây da vẫn bị đập được mới ghê chứ đó chơi skill bình thường vậy đó ơi à, vậy bây giờ thì tôi sẽ dùng skill số 4 để tăng lên chất kích thích đó vẽ mặt sơn màu ngoài vụ sơn màu để tăng đam ra thì chúng ta vẽ mặt cũng sẽ tăng đam chết hết chưa 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 chết thì giờ chết chạy đó sơn mặt cũng có sẽ giúp chúng ta tăng đam lên tăng gấp đôi đam lên nha mà không biết là tăng gấp đôi mọi thứ hay là chỉ tăng skill hay là tăng độ tấn công ta tại tôi thấy nó tăng đam mà tại sao nó vẫn là 10 thế này vô 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 ơi boss nó còn nửa máu lộn qua né một phát nữa nè Đỡ nè boss rồi không thấm luôn ta rồi số 3 Ờ à, chưa chết luôn à. Con này sống da cho nó chết tỉnh lặng vậy Để cho Đánh như hát luôn <laughs> Chùa gà chiêu nó đứng sau lưng mình Mà nó chết luôn Mặc dù là ạt này là có Goku xe rồi Nhưng mà thôi chúng ta sẽ đánh Goku xe vậy Đánh on qua one Cái con đó nó hay kháng đam lắm Không bằng ăn gì được hết á xe này thấy dễ chịu hơn anh em Vô tỉnh lặng chém đi chém đi đừng ngại ngùng <laughs> tốc độ mình bị chém nó còn ngang ngang với tốc độ hồi máu luôn anh em Rồi, dễ mặt sơn màu Đó, mình ngoài việc sơn màu ra thì chúng ta sẽ sơn cái mặt lên nữa thì chúng ta sẽ tăng đam lên mà đánh đúng là không thấm thì ta ơi con này không không dùng để đánh boss được anh em không dùng đam được ví như, như, như là genetsu hoặc là những con mythical kia thì tôi thấy nó đánh hợp lý hơn con này đánh có 10 đam như thế này thì đánh chừng nào nó chết nãy giờ mới có ngàn đam mà Ro xe này hai chục ngàn đam nha ấy chạy ra đi với thôi là mất máu nhiều lắm <laughs> Tôi mà lấy gục cư ro xe tôi đập phần ro, ro xe này nó đi nãy giờ rồi đó Ấy da, à, à. Nó chém, nó chém, hai thằng chém luôn Để coi không nào bị hết Nói chung đúng là con này nó chỉ có thể đánh được những con thường thường thôi Cũng có thể là do level tôi chưa cao Tại level này mới 10 thôi Legendary thì cũng ít ai mà up lên level 80 lắm Tại vì không có hay xài nhiều mythical nó mới lên 80 chứ mythical phải nhầm con nữa có con ấp con không nữa nè nên là nên dành ta đi ốp thì khó lắm mấy cái năm ngàn đam nữa ống máu mấy một phần tư ống máu rồi chém như không chém rồi lại không chém chứ chém rồi chém cũng như không nằm xuống luôn rồi chém tay đôi luôn nè <laughs> nãy giờ là tôi thấy là tôi hứng hết đam luôn đó à chim này dính trúng chắc chết luôn quá hình quá mình xuất chiêu kịp anh em không phải chắc chết luôn rồi thu <laughs> hơi bị nhanh Ờ à, vô bập nó đâu chạy đâu cho thoát Sao kêu số 3 Sao kêu số 2 đánh xong là em ấy sẽ nằm ấp mặt xuống dưới luôn à, đây bao ấp mặt luôn nè <laughs> à, mình chơi cố tình là sao cứ mỗi lần chém xong là ấp mặt xuống dưới cũng sơ sơ được 8.000 đam rồi à, đánh thì cũng thắng chứ không phải là không chịu đánh thì cũng thắng anh em đó hên 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 Thôi là nãy sao bam skill chứ không là cũng chết chết với nó rồi. tập tiếp. Đó, mươi mấy đàm. Không biết là cái kiếm này có thể long thạch có thể đánh được ro xe này không ha. Ờ ừ, đúng rồi, tôi nghĩ là tôi có thể đánh được em ro xe này dễ dàng hơn. Bằng cái hệ là Ê, để cho nó đánh cái đi ha. Dùng kiếm để chém này nè Đánh có mất máu rồi mà đánh. Đâu rồi nè. Đó, chúng ta sẽ dùng kiếm để chém vậy. Để cho nó gọn. <laughs> chứ bây giờ chúng ta đánh đánh không có lại đánh kiểu kia không có lại rồi đó họ gồng uh, sơn màu lên cho nó sợ quá wow, nó xài sơ kêu mình xài sơ kêu luôn sợ gì té 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 luôn. liên tục đánh giật lắc liên tục đó giờ chúng ta chỉ ngồi chúng ta chém vậy đó là lên an toàn ở 10 mười nghìn đam rồi à được á thì ra là hiểu con này đánh giáp lắc cà nè hiểu rồi, tôi đã hiểu sơ sơ rồi sau kiêu của em đánh giáp lắc cà sẽ hiệu quả hơn Xà kêu số 3 là đánh chấp lá cà luôn đó Chúng ta cứ ngồi chúng ta chém thôi Đó vô 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 Đó chém tiếp nè ấy à, nó, nó xài sơ kêu Nó xài sơ kêu thì mình sẽ xài sơ kêu thôi Xong rồi mình lại chém tiếp Rồi hai đứa không không ai không ai đụng ai luôn Vậy <laughs> lại đánh tiếp Thì ra là như vậy mình đã hiểu sơ sơ nè Sơ kêu số 3 Đó đồng đam lên chém Vô, 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 nó kiểu vậy đó nè đã, đánh vậy mới đúng nè, chứ không phải là bắn xa Đúng rồi, em này là chém như gần mà Tự nhiên mình ngồi mình bắn xa nãy giờ anh thấy nó không hiệu quả Đánh được một đoạn là tôi mới thấy nè Đó, đánh vậy cũng hợp lý nè Cứ ngồi chém thôi, khi mà nó ra khỏi tầm đánh thì chúng ta sẽ xài skill để cho nó bị dính nữa Đó, rồi chúng ta lại chém tiếp thôi nói chung bóng hơi bị mỗi tay Giống như là tập tạ hơn Đó, vô Wow, 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 bật lên, bật skill lên, không bật là chết Đấy, Đây, ơi lại ra ngoài nữa rồi Chúng ta lại thuộc những thế giới khác nhau nữa rồi. Ê ê đó, xuống dưới đó hơi căng ha à, Để mình xài kêu số hai là mình bay qua tạo lại thôi Không bay được luôn mới đào hết chứ kêu số 3 thì sao? À nó, hợp lý rồi 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 rồi, nó xài skill thì mình xài skill, không thì mình chém thôi Skill số 2 này nè, là mình đánh thì mình né skill nó Gọi là tốn cái khỏi dùng của đối phương Rồi skill số 3 thì nó chém, chạy qua chém gần lắm cho nên mình phải à, à, dính đòn mình tranh thủ mình mình chém xong rồi mình quay lại mình chém tiếp rồi nè đó skill số 3 là vậy đây nè chém xong rồi đứng kế bên đó à rồi mình lại chém tiếp nữa sau kia số 4 thì tôi thấy cũng chả có tác dụng tăng đam gì hết á, hay là đánh được thêm hai lần thì không rõ nhưng mà tôi thấy nó không có tăng đam lên đẹp nó vẫn vậy à à thì đánh như vậy thì được đó giáp lá cà cho em này không đánh xa được rồi không phải chơi kêu đánh xa rỉ rỉa được con này đánh cận chiến nếu mà ai biết combo khéo thì chắc được đó nè thì ra là vậy con này là dành cho người biết combo nha còn những người không biết combo giống như tôi vậy thì uh, nhiều khi cũng nản lắm vô 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 xài cho kiểu số 2 không mất máu ấy mất một miếng máu nhưng không sao chờ kêu số 4 thì mình vẫn chưa thấy tác dụng gì luôn đó ấy hai người xài skill kêu hết không sao mình xài trời kêu để kháng skill của nó thôi chém chém, chém nó chịu chém nó cũng chết à <laughs> đó nè hồi máu lên nè ninja nữa là kiếm sĩ diệt quỷ đánh với ninja nữa nè chổng hả à. đánh đánh là đúng rồi cho nó dính nhiều skill đó nè rồi mình mình chạy combo thôi con này là combo bạn nào mà combo giỏi thì chắc ngon đó chứ rồi tôi thì thôi bỏ đi ha tôi combo cùi lắm nên không biết theo tôi là combo con này là mình chém sau đó rồi mình xài skill số 1 à, đây rồi chém xong rồi một hồi một hồi mà nó nó tuột khỏi vòng tay của chúng ta chúng ta sẽ xài skill số 1 sau đó thì chúng ta lại xài tiếp skill số 3 nữa và chúng ta quay lại lưng chúng ta chém tiếp nó kiểu vậy đó anh em đánh như vậy đó đánh chém hoài luôn đó khi mà nó xài skill mà ta chưa hồi thì ta xài skill số 2 để né đam né gì né cũng bị ăn hơi bị nhiều ha rồi à, ok vẫn thắng lên nè đánh hơi vất vả một xíu nhưng mà bạn nào biết combo thì uh, cho tôi ý kiến nha tôi thấy con này là hình như là combo combo giỏi đánh ổn đó và combo cụ như tôi thì chắc là không nên xài đâu không biết là review hết mấy cái con trong update mới vô ta tôi uh, cố gắng làm video review hết mấy con update cái on với on star thấu qua defense với anime mania nè thì ừ, không có update nào mà tôi review hết được những con uh, mới ta nên nay cố gắng làm video review coi không biết còn sót con nào không nghe nói như còn một hai con nữa đúng không legendary tới ba con lần rồi thôi uh, bye bye các bạn hẹn gặp lại ở những video tiếp theo